Xin chào quý bà con, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu đến quý bà con về dòng máy phun thuốc dạng khói Takio sử dụng động cơ xăng 4 thì. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu máy phun khói là gì. Máy phun khói còn được gọi cái tên khác máy phun khói nông nghiệp hoặc máy phun khói khử trùng là một loại máy chuyên dụng để phun khói khử trùng. So với những tính năng vượt trội ngày nay, máy phun khói dùng bằng bình bơm tay mất nhiều công sức và tốn thời gian, hại cho môi trường thì bây giờ máy phun khói diệt côn trùng dựa trên dây chuyền tiên tiến của Hàn Quốc là một sản phẩm đột phá cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Nó giúp bà con nông dân vừa tiết kiệm thời gian, công sức và không mấy ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Máy phun khói nông nghiệp, ưu điểm và công dụng của máy phun khói động cơ xăng 4 thì Takio như thế nào? Máy phun khói đa năng có thể điều chỉnh độ phun mạnh, yếu, xa, gần, giảm thiểu đến mức tối đa mức ảnh hưởng tới môi trường, không lưu lại lượng thuốc dư thừa trong không khí trong thời gian dài. Chỉ cần pha nguyên liệu tạo khói như dung môi tạo khói, dầu máy tạo khói, dầu ăn tạo khói và pha vào thuốc là có thể phun được. Phun khói làm cho độ thẩm thấu, đồng đều cao và thời gian hòa tan nhanh hơn hẳn so với cách phun sương truyền thống. Thuốc phun ra từ máy phun khói có lợi thế là kết dính và khói tán lớn, có thể được sử dụng cho rệp, kiến, muỗi, sâu đục quả, nhện đỏ, thích hợp cho việc sử dụng nhiều loại thuốc trừ sâu, phân bón lá, bột khử trùng. Máy phun khói khử trùng phun xa 20m, phun cao 10m, bề dày khói 6m, phun khói len lỏi vào mọi khu vực để tiêu diệt tất cả các loại côn trùng giúp giảm tỷ lệ độc hại xuống mức thấp nhất trong người phun. Không dư thừa lượng thuốc trừ sâu trong không khí góp phần bảo vệ môi trường. Một hecta phun trong khoảng 30 phút, do đó giảm đáng kể thời gian và nhân công lao động, tiết kiệm 1/3 đến 1/4 lượng thuốc so với cách phun truyền thống, không làm thoái hóa đất vì thuốc không bị rơi xuống đất so với cách phun nước truyền thống. Cơ chế vận hành dễ dàng, máy nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, sử dụng linh hoạt trong mọi điều kiện. Sử dụng đa dạng được mọi loại nguyên liệu, dung môi, dầu diesel, dầu thực vật, nước sạch. Chúng tôi vừa giúp bà con tìm hiểu về dòng máy phun khói động cơ xăng Takio. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.